giáp linh. Chúng tôi thiết nghĩ rằng tình thầy còn nhớ đệ tử truyền ơi ly đạo màu chưa quên chúng ngày lớp tăng đi đồ thiếu sợ rằng nay có pháp lữ tỳ kheo ni thích nữ nhật hiếu nhật nhan cùng bốn chúng tăng ni mười phương đà giờ nay tất cả dưới xe buồn thầm trước tòa đến đau già bà thầm nghĩ rằng ni trưởng đã sống thiền bắt tiếng lào lào trăng sáng đêm chờ bừng cô tháng tháng mấy mờ ngày che thất lần nhờ bóng quang mà xót xa thấy bác mà đau lòng tha ôi thương thay tha ôi thương ở thay kim quang dời vậy bối rối lòng ở đây vì vậy vội bài lễ mòn kính tiền ni trường giáp linh mong trưởng dụ chút lòng từ mặt nghiêng chứng giám năm nay mô từ lâm tế gia phổ chánh tâm tư thập nhất thế tùy kheo ni thích nữ nhật cần hiểu như cần giác linh đi trưởng chứng mơ minh phục ly ơi.
thành cảnh sớ. Nay ngày 28 tháng giêng năm Giáp Ngọ Phật lịch 2588, Sa Môn Thích Thiện Long Hòa Nam Thượng Sớ. Thân hoan nhiên tội cơn môn ly bà ly bà đệ. Hãy lặng bao
bấy nhiêu hương hoa lòng thành kính thiết ta quyển chân cúng dường tăng viên tịch giác linh ni trường coi chân ni trường từ bi chứng dân tăng lễ đến đây thì ngài đã Kim Quang lập lễ xác tịnh để đậy nắp Kim Quang ngay trong giờ phút này. A Di Đà Phật. Sau khi làm lễ trợ tỳ Di Quang, chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư tôn tòa đại đức tăng ni, quý ni sư, ni trưởng cùng toàn thể Phật tử về chùa dùng cơm, và đồng thời chùa Phật tổ có thiết lễ cúng dường chư tăng. Chúng con xin thay mặt cho môn đồ Pháp Huyết thành tâm cung thỉnh cho tôn hòa thượng, cho thượng tọa đại đức tăng ni, quý ni sư, ni trưởng về chùa để dự lễ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Giác linh tỳ kheo thân viên thật ni giới lắng nghe đời người có sanh có tử có luân hồi không sanh không tử không đến lui đến lui như giấc mộng mau mau tình giấc cảnh Tây Phương một màu tươi mát tự Phật hướng đường tựa tâm bào ba ngôi giữ gìn giới pháp ba la đề một xoay như qua đời trên cõi cổ phẩm liên quan giác linh nương theo Phật người dẫn về cõi Tây giác linh tu học nương theo lời Phật dạy mà như dân tâm tình pháp giáng linh nương theo tăng đoàn
phẩm liễu hoa, cầm giới tay hương A Di Đà
đậm trong lòng. Tôi nghe biển mặn sóng vỗ mênh mông, thân tôi sông rộng quê hương nghìn dòng, chung một dòng chung nước đã nuôi tôi thấm nhuận muôn loài, nước chảy tôi chảy, nước buồn tôi thở dài. Nước ấy hoa đầy khác gì thân này, trăm năm hồ mộng cát bụi lầm vương vạn phong. Mối tình
lời kinh đến núi non, những lời tình em trối chân. Một thời yêu dấu đã qua, gót hồng em muốn quay về. Dù trần gian có xót xa, cũng đành về.